Thời gian qua, diễn viên hài hiệp gà dướng đi án hẹn hò với không chỉ một mà khá nhiều cô gái trẻ sau lùm xùm ly hôn với người thê thiếp thứ ba. Anh Tầm thường xuyên thả thính và đăng tải hình ảnh thân mật bên các cô gái, nhưng khi được hỏi thì lại khẳng định, tôi có gì mới đâu. Mới đây, hiệp gà lại gây xôn xao khi thay đổi ảnh đại diện chụp cùng với bạn gái. Đáng chú ý, anh còn úp mở về chuyện sẽ đám cưới lần thứ 4, mình lên xe qua em nhé. Cô gái hiện ra trong bức ảnh với hiệp gà có khuôn mặt khả ái, xinh xắn và có vẻ ít tuổi hơn anh khá nhiều. Dù không tiết lộ danh tính người mà mình vừa ngỏ lời muốn kết duyên, nhưng hiệp gà chiếm được khá nhiều lời chúc từ bạn bè. Trước khi úp mở chuyện sắp đám cưới cùng tình trẻ, hiệp gà từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Năm 2018, nam danh hài bị thê thiếp ba tố tái nghiện và dây cô 150 triệu rồi còn quay không trả. Câu chuyện từng gây ồn ào một thời gian sau khi hai người đường ai nấy đi, nhưng hiệp gà vẫn giữ im lặng đến cùng. Hiệp gà và thê thiếp cũ.